một đồ chơi giáo dục sớm. Đồ chơi hình hươu cao cổ có thể tạo ra âm thanh để thu hút sự chú ý của bé và rèn luyện ý thức thính giác của chúng. Đồ chơi thích hợp để tập luyện khả năng phối hợp tay và mắt của bé sơ sinh. 2. Hoàn toàn phù hợp cho bé. Có kích thước và khối lượng phù hợp cho bé để cầm nắm. Với thiết kế hình hươu cao cổ độc đáo, bé rất dễ dàng nắm bắt đồ chơi lúc lắc để chơi cùng với chúng. Kích thước 2.16 inch x 2.16 x 4.53 inch. 3. Chức năng lắc. Thiết kế kiểu lúc lắc, đẩy và lắc để tận hưởng niềm vui lớn, sẽ tạo ra âm thanh khi di chuyển, thu hút bé vươn tay để chạm hoặc tập luyện tìm kiếm. 4. Thích hợp cho cha mẹ. Siêu nhẹ và tiện lợi. Sản phẩm này tương đối nhỏ để bạn có thể đặt vào túi đựng tã và mang ra ngoài mà không mất nhiều không gian. Để làm sạch, bạn chỉ cần lau bằng khăn lau. 5. Chất lượng cao. Sản phẩm này được làm từ chất liệu không độc hại, thân thiện với môi trường, chất lượng cao, bền, dày, an toàn và không vị. Kẹp cố định cường độ cao giúp chuông lắc chắc chắn hơn, hỗ trợ chắc chắn không sợ bé kéo, sẽ khó bị rơi và đảm bảo an toàn. 6. Lưu ý, vui lòng sử dụng sản phẩm này dưới sự giám sát của người lớn. Tất cả các thành phần đóng gói phải được gỡ bỏ trước